Về ta sẽ cố tình làm không để mâu thuẫn. Lần trước ông cũng hứa như thế. Rồi về là tao sẽ im với mẹ, ở yên với mẹ mày, tao sẽ không ghen tuông, tao sẽ vui cười với mẹ mày. Thế bây giờ về một tuần cái lại ghen. Thế ông giải thích thế nào? Vì bố mày nộp cảm rồi thì mày phải chiều bố mày không? Bây giờ cái tính người già nay thế này mai thế khác, mày đừng có chấp bố mày nữa Con có chấp đâu. đấy. Mày cứ lý luận với bố mày làm gì? Thế nhưng mà bây giờ ông phải, khi mà ông đã biết là mình nẫn rồi thì ông phải nghe lời con cái, nghe lời vợ. Nhưng mà ông biết là mình nẫn rồi, ông này vẫn không nghe lời ai. Ông cứ làm theo ý của ông thì cuộc sống của ông nó mới xáo trộn lên. Mày đừng có chấp bố mày nữa.